thời điểm hiện tại, Thanh Sơn và Khả Ngân đang là một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Việt. Từ lần đầu hợp tác trong 11 tháng 5 ngày cho đến việc tái hợp trong gia đình mình vui bất thình lình của cặp đôi đều nhận được sự ủng hộ lớn của công chúng. Dù phim đã kết thúc, thế nhưng Thanh Sơn và Khả Ngân vẫn được khán giả tích cực đẩy thuyền. Sau khi gia đình mình vui bất thình lình kết thúc, những bức ảnh cưới của Danh và Trâm Anh đã được dân tình đào lại. Một bên điển trai lịch lãm, một bên xinh đẹp tựa công chúa khiến dân tình mê mẩn. Bộ ảnh cưới của Thanh Sơn Khả Ngân được nhận xét là giống hệt một cặp vợ chồng trẻ ở ngoài đời. Ở 11 tháng 5 ngày, Thanh Sơn và Khả Ngân chỉ vào vai một đôi trẻ yêu nhau, thế nhưng sang đến gia đình mình vui bất thình lình thì đã chính thức về chung nhà. Thậm chí, cả hai còn có với nhau một cô con gái cực đáng yêu là bé Ốc. Có thể nói, cặp đôi đã thỏa mãn phần nào các fan đang đẩy thuyền. Không phải ngẫu nhiên mà Thanh Sơn Khả Ngân lại được khán giả tích cực đẩy thuyền như vậy. Đâu chỉ ngọt ngào trên phim, ở hậu trường cặp đôi cũng liên tục có những khoảnh khắc tình tứ khiến dân tình bấn loạn. Những khoảnh khắc này hầu hết đều do chính cặp đôi gia đình mình vui bất thình lình đăng tải nên càng khiến công chúng tin rằng cả hai đang phim giả tình thật. Đều là những ngôi sao có ngoại hình đẹp, lại thêm phản ứng hóa học bùng nổ vậy nên Thanh Sơn Khả Ngân mới được mong đợi tái hợp thật ngoài đời. Hiện tại, gia đình mình vui bất thình lình đã chính thức đi đến hồi kết với một hạnh phúc trọn vẹn. Khán giả vô cùng mong đợi Thanh Sơn Khả Ngân có thể tái hợp trong một dự án phim khác. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.